Nhìn mày như thế này anh cũng thấy yên tâm rồi đấy. Dạ vâng. Chị Tuyết với cả anh Hùng đối xử với em tốt lắm, anh không cần phải lo. Vậy thì tốt, chứ không cứ nghe thiên hạ đồn anh cũng thấy lo ấy. Anh nghe thiên hạ làm gì, người tốt thì ít, kẻ xấu thì nhiều. Biết thế, nhưng thằng Hùng thì nhu nhược, mà bà Tuyết thì như thế, anh cũng không tin cũng không được ấy. Em về đấy cả tuần rồi, chị đối xử với em vẫn tốt đấy thôi. Ừ, anh cũng mong những điều thiên hạ người ta đồn thổi là sai. Chứ bây giờ nhà có hai anh em, mày mà đi lấy chồng khổ, thì anh biết ăn nói thế nào với bố mẹ đã khuất. Dạ, anh yên tâm, em chọn chồng không sai đâu. À, đúng rồi, nay công ty không có việc gì à anh? Công ty thì có lúc nào hết việc đâu, chẳng qua là anh muốn gặp mày, hỏi xem tình hình cuộc sống bên đấy như thế nào thôi. Em nghỉ xong một tuần sẽ đi làm lại, anh không cần phải lo. Mày đi làm hay không thì cổ phần của mày vẫn còn ở đó, mày không cần phải gấp. Bây giờ mày cứ lo chu toàn cuộc sống với gia đình mày đi đã, rồi tính. Chị Tuyết ở nhà cả ngày, việc nhà thì chị lo hết cả rồi, em cũng rảnh. Vậy thì tùy mày, cuộc sống của mày, tuy là anh lo cho mày thật, thế nhưng mà mày cứ thấy cái gì hợp lý thì mày làm. Vâng, em hiểu rồi. Anh mau uống nước đi. Em chào chị. À, Phương Anh à, lại chị bảo đấy. Có chuyện gì vậy chị? Mày vừa đi đâu về đấy? Em đi gặp anh Hải á. Ra là vậy. Mà chị bảo, đợt vừa rồi chị tổ chức đám cưới cho mày với thằng Hùng á, chị vay mượn nhiều quá, bây giờ người ta hỏi tiền mà chị thì hết rồi. Mày xem có không, đưa tiền cho chị để chị trả nợ nhá. Chết thật. Không có thì làm đơn giản thôi, chị bày vẽ làm gì để bây giờ nợ nần ạ? Thì đằng nào cũng xong rồi, mày có thì đưa chị để chị trả cho người ta. Nói thêm làm cái gì không biết. Dạ, chị cần bao nhiêu để em chuyển ạ? 50. Nhiều thế ạ? Vậy để em kiểm tra tài khoản xem, còn không rồi em chuyển cho chị nhá. Nhà mày thì giàu nứt đố đổ vách ra, có 50 triệu cũng kêu nhiều. Tao cũng không hiểu. Trước giờ toàn anh Hải lo cho em, có mấy khi em cần dùng đến tiền đâu chị. À chị bảo. Có chuyện gì đấy chị? Tài khoản em còn đủ, em chuyển cho chị rồi đấy. À, việc nội trợ trong nhà này á, chị lo hết, mày không phải lo đâu. Vâng, em cảm ơn chị nhiều lắm. Mà này, mày đi lấy chồng mà anh trai mày không cho mày cái gì à? Chị nói vậy là sao? Cho gì là cho gì ạ? Mày ngu thật hay là mày giả vờ ngu đấy? Em không hiểu thật mà chị. Thì là của hồi môn ấy, như vàng này, bạc này, kim cương này. Xưa này đi lấy chồng á, ai mà chả có. À, thế thì không có chị ạ. Mày không đùa tao đấy chứ? Nhà mày giàu như vậy, thế mà mày đi lấy chồng, thằng anh trai mày không cho mày cái gì à? Không ạ, em chả thấy anh ấy nói gì cả. Mà anh ấy có cho, em cũng không nhận đâu. Mày ngu như gì ấy? Ai đẩy con gái đi làm bao nhiêu năm, xong đi lấy chồng lại tay trắng bao giờ không? Em cũng có tiền mà, em vừa chuyển hết cho chị đấy thôi. Ra thế như nhà mày mà chuyển cho có 50. Chị. Giang à, mày đi đâu đấy? Em đi liên hệ ít biển quảng cáo cho công ty mà. Đi đâu ơi? Đi chợ chứ đi đâu. Chị của em dâu giàu thế mà vẫn phải đi chợ. Sao không thuê ô xin cho nó nhàn? Mày đừng có nói nữa mà tao bực. Ồ, sao ấy chị? Cái con Phương Anh ấy, nó về nhà chồng có mang được cái quái gì về đâu. Giàu có cái nỗi gì. Ồ, nhà nó giàu thế mà về nhà chị nó không mang theo được cái gì á? Chị đùa em à? Tao đùa mày làm cái gì? Bó tay. Đến cái con vợ em nhá, nhà nó nghèo như thế mà đến lúc đi lấy em ấy, ông bà ngoại vẫn cho mấy cây vàng cầm về. Nhà con Phương Anh giàu như thế mà không cho gì á? Em chả tin. Ờ thì là nó không có vàng, thế nhưng mà hôm trước nó cũng chuyển cho tao 50 triệu để trả nợ. Cỡ như nó, của hồi môn phải là xe tiền tỷ hoặc là kim cương. À này, hay chị sợ em vay nên nói dối em đúng không? Mày điên à? Có thế nào thì tao nói thế, tao giấu mày làm cái gì? À, mà chuyện tiền nong của tao với mày thế nào rồi? Chị yên tâm,
em với chị đầu tư vào chỗ thằng bạn em là chuẩn bài rồi. Thằng ấy tài sản của nó cả chục tỷ, có phải cái loại vớ vẩn đâu mà chị lo. Ơ, cái thằng kia đi mà không thèm chào mình câu nào, láo thật đấy. Mà tất cả là tại con Phương Anh ấy, vì nó mà mình bị thằng Giang coi thường, bực cả mình. Này cái thằng kia, mày lại tao bảo. Có chuyện gì vậy chị? Tình cảm của mày với con Phương Anh vẫn tốt chứ? Chị hỏi buồn cười thế. Vợ chồng mới cưới mà chị hỏi tình cảm có tốt không? Bọn em có gì mà không tốt? Nói thế nghĩa là giữa chúng mày không tồn tại bí mật gì đúng không? Sao chị lại hỏi vậy? Có chuyện gì ạ? Thế tao lại hỏi mày, con Phương Anh nó về đây thật sự là nó không mang theo cái gì à? Mang theo gì là theo gì? Chị nói em chả hiểu cái gì cả. Thì những thứ đại loại như vàng, kim cương hay là những thứ tương tự như thế. À, không có đâu chị. Mày không đùa ra đấy chứ? Em đùa chị làm cái gì? Mày đúng là ngu như con lợn ý. Không mua con vợ mà không biết đường mà lấy. Sao tự nhiên chị lại mắng em? Sao với chăng cái gì? Người ta lấy vợ thì vợ người ta mang hết thứ này đến thứ kia về, còn mày lấy vợ mang mỗi cái xác về không? Thế chả là ngu thì khôn với ai hả em? Hóa ra là chị nghĩ đến chuyện đó à? Em lấy vợ chứ có lấy vàng lấy bạc đâu mà tính toán mấy chuyện đấy. Mày đúng là ngu như con bò ấy. Vàng bạc nó thể hiện tấm lòng. Thằng anh trai vợ mày á, gả đứa em gái duy nhất đi, thế mà không cho nó nổi một cây vàng. Mày thử nghĩ xem, như thế thì anh em cái nỗi gì? Thì Phương Anh vẫn đi làm ở công ty anh Hải đấy thôi. Sau này anh Hải sẽ không để Phương Anh thiệt đâu, chứ không phải lo. Nói chuyện đến mày á, tức lắm, tốn nước bọt, ngu như con lửa. Anh này, dạo này anh có thấy chị Tuyết khác trước không? Chị Tuyết á? Có chuyện gì à? Dạo này em thấy chị cứ khó chịu với em thế nào ấy. À, hôm nay chị ấy nói chuyện với anh, anh cũng hiểu vấn đề rồi. Theo như chị nói thì em về đây làm dâu bắt buộc phải mang theo vàng bạc của hồi môn gì đó hả anh? Đấy là suy nghĩ của mấy người bảo thủ thôi, em quan tâm làm gì? Nhưng mà chị cứ cáu kỉnh kiểu gì ấy. Hay là em bảo anh Hải... Đừng. Em mà làm vậy á, anh Hải hiểu nhầm thì không hay. Nghe lời anh, chị Tuyết là chị gái anh nên anh hiểu. Một thời gian sau lại đâu ở đấy mà. Vâng. Hay là anh đến công ty của em làm đi, để em tác động anh Hải bàn giao lại chức phó giám đốc cho anh. Anh lấy em đâu phải vì những cái đó. Mà từ nay em đừng nhắc đến những chuyện này nữa. Anh làm ở công ty hiện tại rất tốt, và anh cũng không có ý định nghỉ. Vâng, em hiểu rồi. Em xin lỗi. Em đừng suy nghĩ nhiều. Để khi nào có thời gian, anh sẽ nói chuyện lại với chị Tuyết, cho chị ấy hiểu. Này, cái chỗ thằng bạn mày thế nào rồi? Chị yên tâm, chỗ đây là bạn thân của em mà, lo cái gì. Hôm trước nó gọi điện cho em, nó bảo là có lấy tiền lãi không. Nhưng em bảo thôi, cứ để đấy, bao giờ lấy một cục cho nó bỏ. Hôm trước tao đi chợ, tao nghe mấy bà ngoài chợ nói chuyện về mấy cái vụ lừa đảo á, tao lo quá. Chị nghe gì mấy cái bà ngoài chợ ấy. Thằng đấy nó là bạn chí cốt của em. Em cho nó vay còn nhiều hơn cả chị ấy. Em còn chả lo thì chị lo cái gì. Thế nhưng mà đấy là tiền tiết kiệm của mày. Còn tao á, tao phải lén lút cắm sổ đỏ với vay mượn khắp nơi. Không may xảy ra chuyện gì á, thằng Hùng nó mà biết, khéo nó từ mặt tao mất. Chị không cần phải lo. Em còn đang định bảo bên nội nhà em thế chấp nhà để đưa cho nó cơ mà. Lãi cho nó cao gấp mấy chục lần lãi ngân hàng cơ mà. Uầy, mày chơi lớn thế á? Trời, em nghe nói á là sang tháng nó dừng huy động vốn rồi, nên em phải tranh thủ chứ. Tiếc nhở, tao lại chả còn gì để thế chấp cả. Chỉ có cô em dâu tỷ phú đi thôi, không biết đường mà tận dụng đi. Nó làm gì có, tao hỏi rồi. Chị nghĩ là ai cũng thật thà như mình à? Chị có chắc là nó nói thật không? Em chào chị. À, mày lại đây tao bảo.
Mày đi làm ở chỗ anh trai mày như vậy á, nó có trả lương không? Sao vậy? Chuyện đấy quan trọng vậy à chị? Quan trọng chứ. Tại vì ta đang có việc cần dùng đến tiền. Chị làm gì mà cần đến tiền thế? Đây là chuyện của tao, mày không cần phải quan tâm. Mày chỉ cần đưa tiền cho tao là được. Em phải biết chị cần tiền làm gì chứ. Với lại em nói với chị rồi đấy thôi, em đâu có tiền mặt đâu. Mày cứ giấu tao làm cái gì? Nhà mày giàu như vậy á, đi lấy chồng không có vài 300 triệu mang theo mới là lạ đấy. Em không có thật mà chị. Thế tức là mày đi lấy chồng, mày vác mỗi cái xác không đi thôi à? Nhưng đấy là chuyện riêng của bọn em mà. Riêng cái gì mà riêng? Tưởng thế nào? Mất bao nhiêu tiền cưới xin, cuối cùng á, chả mang cái gì về đây hết cả. Thằng anh mày sống kiểu gì, không biết điều thế. Sao chị nói anh em như thế? Anh em có động chạm gì đến chị đâu. Bố mày để lại tài sản cho anh em, thế mà mày đi lấy chồng, nó không cho mày cái gì. Đã vậy á, mày cũng không biết đường mà đòi hỏi, suốt ngày cặm cụi đi làm cho nó. Mày đúng là con ngu mà. Chuyện không như chị nghĩ đâu, có vẻ chị đang hiểu lầm rồi đấy ạ. Nếu mà tao hiểu lầm á, thì mày lấy tiền ra đây tao xem nào. Người làm ăn, có mấy ai để tiền làm gì đâu chị. Toàn lý do vớ vẩn để biện minh. Tao chẳng hiểu, tao lấy mày cho thằng Hùng để làm cái gì nữa. Bây giờ chị đang nóng giận, em không nói chuyện với chị. Lúc nào chị bình tĩnh lại thì chị em mình nói chuyện sau. Đúng là cái của nợ. Chẳng hiểu thằng Hùng nó lấy mày về làm gì nữa. Thôi, phải đi tìm thằng Giang nói chuyện cho nó khuây khỏa mới được. Sao thằng Giang gọi mãi không được nhỉ? Không biết nó bận cái gì, xót ruột quá. À, mày đây rồi. Sao mày thế nào mà trông như người mất hồn thế? Ai đánh mày à? Mất thất rồi. Mày nói cái gì á? Tao không hiểu. Tiền mất hết rồi. Thằng bạn em nó ôm tiền bỏ trốn rồi. Cái gì? Mày nói gì cơ? Mày nói thật á? Bạn mày ôm tiền bỏ trốn rồi? Chị nhìn em có sống đang nói dối không? Rời á! Tiền đi vay của tao, tiền tiết kiệm của tao, tiền của em dâu tao, tao trả lại cho tao mà khốn nạn! Im đi! Em còn mất nhiều hơn cả chị ấy. Tao không cần biết, tất cả là tại mày. Trả lại tiền cho tao. Trả lại! Bỏ ra! Tôi cũng mất tiền, không phải một mình chị mà chị to mồm nhá. Tiền của tôi. Chị nói gì cơ? Chị vay ngân hàng cho người ta vay lãi cao á? Tao thấy người ta cho vay nhiều mà. Với lại thằng Giang hàng xóm cũng cho vay. Trời ơi, một năm có bao nhiêu vụ huy động lãi cao lừa đảo bị đưa lên đài báo mà tại sao chị vẫn đâm đầu vào hả chị Tuyết? Nó là bạn thằng Giang, tao có biết đâu là nó lại khốn nạn như vậy. Trời ơi, sao tôi lại khổ thế này? Kìa anh, bình tĩnh đã. Em có nghe thấy chị ấy nói gì không? Chị ấy cắm căn nhà này rồi, không trả được á, chỉ có nước ra đường ở thôi. Tao có muốn như vậy đâu. Chị cắm nhà này vào ngân hàng bao nhiêu ạ? 200 à? Thế thì may, vẫn trong khả năng của em. Là 2 tỷ. Cái gì cơ? 2 tỷ á? Chị lấy dao đâm chết em đi còn hơn. Tao thương mày còn không hết. Hùng ơi, tao xin lỗi. Trời ơi, sao tôi lại có người chị thế này cơ chứ? Kìa anh, bình tĩnh đã. Chị Tuyết, chị bình tĩnh. Chuyện này cứ để em lo vậy. Em kiểm soát chị ấy đi, không phải lo. Cái thằng em út gì mà máu lạnh thế không biết được. Anh ấy đang nóng nên nói vậy thôi, chị đừng để ý. Thế nhưng mà tận 2 tỷ, mày lo sao nổi. Thôi, bán nhà đi mà trả nợ vậy. Tao lại đi làm, thuê nhà mà ở vậy.
Em lo được, chị kia yên tâm. Này, mày bảo là mày không có tiền cơ mà, sao bây giờ mày nói nhẹ nhàng vậy? Em hiểu là chị đang nghĩ gì, thế nhưng mà mấy lần em định nói toàn bị chị chặn lời thôi. Anh trai em không cho em mấy thứ vàng bạc vô nghĩa, mà cho em cổ phần công ty cơ. Bọn em là người làm ăn, vốn chạy liên tục, có bao giờ để tiền nằm im đâu. Cho nên mấy lần chị hỏi em mới bảo không có đấy. À, ra là vậy. Thế nhưng mà mày lo được cho chị thật hả? Em lo được, nhưng mà từ giờ về sau chị đừng có dễ tin người như vậy nữa. Thiên hạ này ấy, tiền làm gì dễ kiếm như thế đâu chị. Ừ, chị hiểu rồi. Chị cảm ơn mày nhá.